Rồi, như vậy là ngay thời điểm này chúng ta đã ra mắt chính thức bộ đôi Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro ở Việt Nam. Và Redmi Note 8 Pro đã trở thành chiếc điện thoại đầu tiên có camera 64MP được bán chính hãng. Không nói nhiều, hôm nay mình sẽ giúp các bạn xem giá bán và cũng như đặc biệt là cái sản phẩm này khá gì xích tay nhé. Cái đầu tiên đó là bộ đôi này có cái hộp khác. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy là đối với sản phẩm xách tay thì sẽ chỉ có chữ bản chính hãng, thì sẽ có logo rồi cũng như là thậm chí là hình máy để các bạn thể xem được luôn. Đây, các bạn thấy là điều này giúp chúng ta dễ dàng mua và phân biệt các phiên bản hơn rất là nhiều. Có mặt lưng thì lại không có gì, mà thay vào đấy toàn bộ thông tin về phiên bản cấu hình các thứ thì sẽ ghi ở bên dưới. Như ở đây mình sẽ có bản là Note 8 Pro là 6GB 128GB bộ nhớ. Cái chiếc Note 8 thường sẽ là 4GB và 64GB. Lưu ý là Redmi Note 7 thì Xiaomi không bán bản Pro mà chỉ bán bản thường ở Việt Nam, nhưng năm nay được hai bản về. Giá bán thì mình có tham khảo một số đại lý đang xoay quanh, như tại Xiaomi sẽ có chương trình như là trừ thẳng tiền mặt và cũng như là có quà tặng cho các bạn trả qua VNPay QR nữa, thì nó sẽ xoay quanh khoảng 5 triệu cho phiên bản là Redmi Note 8, 6 triệu cho Redmi Note 8 Pro. Anh em thấy hợp lý không? Comment cho mình biết nhá. Thiết kế của Redmi Note 8 là một bản nâng cấp nhẹ của Redmi Note 7, tức nghĩa là nhìn mặt lưng thì gần như giống nhau 100%, chỉ có là con này sẽ có 4 cam. Thì 4 camera của Redmi Note 8 sẽ bao gồm một cam 48MP, một cái 8MP ultra wide, một cái 2MP là macro và một cái 2MP là ống kính đo chiều sâu. Redmi Note 8 Pro thì mình đã từng mở hộp rồi, một cái 64MP, một cái 8MP là ultra wide, một cái 2MP là đo chiều sâu và một cái 2MP cũng chính là macro. Về cơ bản là camera chủ yếu thay đổi và lớn nhất ở đây chính là cái 64MP. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ nhận ra là cái cảm biến vân tay của hai máy cũng là một chạm rất nhanh, đặt cái là mở luôn. Không có gì bàn cãi về mấy cái cảm biến vân tay này của cái sản phẩm của Xiaomi. Mặt lưng của Redmi Note 8 thì được làm phẳng giống y hệt Redmi Note 7, còn Redmi Note 8 Pro thì làm cong và thân mình của nó dày hơn, khá là múp, kiểu béo béo ấy. Và con này thì chúng ta sẽ thấy là dung lượng pin của nó là 4.000 mAh, bởi vậy nên nó dày hơn so với cái người đàn em của mình chỉ là 4.000 mAh. Cả hai máy thì mặt lưng đều khá là dễ bám mồ hôi cho vân tay. Ủa, nhựa. May không phải viên sắt thì vỡ alo. Mặt trước chúng ta sẽ thấy được sản phẩm là có kích thước màn hình. Nếu như Redmi Note 8 vẫn là 6.3 inch Full HD Plus thì con này Redmi Note 8 Pro là 6.53 inch. Chúng ta sẽ thấy là được bảo vệ kính lược Gorilla Glass 5, độ sáng lên tới 500 nits và nó có hỗ trợ màn hình HDR. Xét theo tiêu chí này thì mình sẽ thích cái màn hình của Redmi Note 8 Pro hơn. Đôi bên của chúng ta thì ngay bây giờ mình nhìn thấy là Redmi Note 8 có độ sáng thấp hơn khá rõ rệt so với Redmi Note 8 Pro. Nên nếu các bạn có nhu cầu sử dụng trong những điều kiện mà ánh nắng gắt hay bị nắng cực thì các bạn nên mua. Và giọt nước ở Redmi Note 8 Pro thì mình trông cũng kiểu đẹp và vừa mắt hơn. Không biết các bạn ý kiến như thế nào về cái bộ đôi này nhỉ? Cái cằm bên dưới khi đặt cạnh thì mình thấy Redmi Note 8 Pro cũng mỏng hơn một chút so với Redmi Note 8. Và đặc biệt là chúng ta không có chữ Redmi ở mặt trước như là cái sản phẩm người đàn em của mình. Bộ đôi này thì khỏi phải bàn về cấu hình mới là cái đắn đo này này. Nếu như Redmi Note 8 thì chỉ nâng cấp từ 660 lên thành 665. Các bạn thấy là thì con Redmi Note 8 Pro lại sử dụng đó là vi xử lý của MediaTek. Và con chip này thì đã có dính vào vấn đề gọi là quá nhiệt trong một cái thời gian nó mới ra mắt bản xích tay. Và chính hãng này thì bọn mình sẽ test lại nhiệt độ bởi vì ROM ảnh hưởng rất nhiều về vấn đề có thể khắc phục về nhiệt độ hay không, thì chúng ta sẽ xem nhé. Hy vọng bên Relapse sẽ sớm làm cho mọi người để xem. Và như vậy qua video lần này mình đã chia sẻ nhanh các bạn về bộ đôi chính hãng được bán ở Việt Nam năm nay có cả Redmi Note 8 và Redmi Note 8 Pro, 5 triệu và 6 triệu. Thực ra thì tùy các đại lý, nhưng tại Xiaomi thì mình tham khảo là như vậy, nên anh em muốn mua thì truy cập vào để mà đặt trước cũng như là chờ xem quà tặng nó như thế nào. Thì các bạn muốn so sánh với máy nào hãy comment cho mình biết và mình sẽ sớm thực hiện. Mình đang suy nghĩ là so sánh giữa Redmi Note 8 sẽ có đáng nâng cấp so với Redmi Note 7 hay không. Tiếp theo là so sánh với lại những con như kiểu là Redmi 5 Pro, là những đối thủ cũng cùng tầm giá như vậy. Hẹn anh em trong các video sau. Wakanda forever. Tao bắn mày.